Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thái Nhí TV. Lời nói đầu tiên, Nhí gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn có một sức khỏe thật tốt và bình an. Chủ đề chia sẻ món ăn hôm nay thì Nhí chia sẻ một cái món ăn rất là ngon. Đây là món kim chi măng. Thông thường thì chúng ta có rất nhiều loại kim chi, giống như là kim chi dưa leo, kim chi cải thảo. Hôm nay Nhí chia sẻ cái cách làm kim chi măng từ nước vo gạo, cũng như cách làm kim chi cho ngon, màu thì rất là đẹp mắt. Để biết được cách của Nhí chế biến như thế nào thì Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo cái cách làm của Nhí. Để làm được cái món kim chi măng ngon thì gia vị Nhí chuẩn bị gồm có đây nè, măng nè các bạn. Thì Nhí chuẩn bị 1 kg măng. Các bạn nhìn không, rất là tươi, rất là ngon luôn. Nhí vừa mới mua về và bóc vỏ rất là sạch nè, nhìn rất là trắng luôn, 1 kg măng. Ghiền thì Nhí chuẩn bị 100g. Gừng thì Nhí chuẩn bị 70g nữa các bạn. Tỏi thì Nhí chuẩn bị một củ như thế này nè. Về một ít hành lá nè, 150g ớt sừng không cay nè, 50g ớt hiểm đỏ nè, 3 muỗng ăn canh đường, 1 muỗng cà phê bột niêm, 1 chén nước vo gạo. Thì đây là nước vo gạo nè, lúc nãy Nhí nấu cơm Nhí chừa lại 1 chén. 2 muỗng ăn canh ớt bột Hàn Quốc không cay, 1 muỗng ăn canh muối, 1 muỗng ăn canh nước mắm. Đầu tiên thì Nhí chuẩn bị một cái thau nước. Nhí sẽ cho vào đây một ít muối nè, để cho nó lọc bớt ở những cái chất độc trong măng đó các bạn, cũng như làm cho măng nó được trắng hơn đó. Về cắt thái thì Nhí sẽ cắt như thế này nè, và sau đó Nhí sắc lát mỏng lên nè các bạn. Và các bạn cũng có thể cắt theo cái hình dáng khác nha. Đây, Nhí sắc cái độ dày nó như thế này, không quá mỏng, không quá dày. Vì kim chi nên mình cắt mỏng là nó sẽ phù hợp hơn đó các bạn. Khi chúng ta trộn thì nó cũng sẽ thân ngấm hơn nè, và khi chúng ta ăn thì nó cũng sẽ đỡ ngán hơn đó các bạn. Đây, nhìn cái măng rất là ngon luôn, rất là trắng luôn, giống như cái củ hủ dừa vậy các bạn, nhìn rất là thơm luôn. Đây các bạn, măng Nhí đã sơ chế xong rồi nè. Ồ, 1 kg mà cắt ra quá trời luôn. Bây giờ Nhí sẽ ngâm ở đây một chút xíu nữa. Thì Nhí sẽ để đây từ 5 đến 7 phút nha các bạn, cho nó ngấm với nước muối đi, cho nó đào thải những cái chất độc không cần thiết ra ngoài. Bây giờ thì Nhí sẽ đi bầm tỏi, cũng như sơ chế những cái nguyên liệu á, ghiền nè, gừng nè. Thì bây giờ Nhí sẽ chuẩn bị cái máy xay. Nhí sẽ xay những cái nguyên liệu giống như là ghiền nè. Ghiền này thì các bạn cứ cắt lát như thế này nè, khi chúng ta cho vô máy xay thì nó sẽ nhuyễn hết. Còn nếu nhà các bạn nào mà không có máy xay thì các bạn có thể lấy cây cối, cây chày, các bạn giả thì cũng rất là ngon nha. Gừng thì Nhí sẽ cạo như thế này nè, nó đỡ hao rồi các bạn. Rồi bây giờ Nhí sẽ sắc xương xương qua và cho vào máy xay và xay làm cái nước sốt của kim chi. Về cái công thức làm kim chi măng này nè, các bạn cũng có thể chế lại làm từ những cái kim chi giống như là dưa leo, cà gót nè, cũng rất là ngon các bạn, từ cái công thức nước sốt này. Hành lá thì Nhí sẽ cắt khúc như thế này nè, tí xíu Nhí sẽ cho vào cái kim chi cho nó đẹp, cũng như cho nó thơm hơn đó các bạn. Đây, rất là đẹp luôn. Ớt không cay thì Nhí cũng sẽ cắt khúc như thế này. Đây là ớt không cay các bạn nhìn không, rất là đẹp luôn, màu rất là tươi luôn. Cái loại ớt này mà làm kim chi thì màu rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ Nhí đã sơ chế xong rồi. Thì bây giờ Nhí sẽ đi luộc cái măng này trước nha các bạn. Những nguyên liệu coi như đã sơ chế hoàn thành. Bây giờ Nhí sẽ cho vào đây một ít muối để luộc cái măng. Trong thời gian chờ cái nước sôi thì Nhí sẽ nấu cái nước vo gạo nha các bạn. Thì cái nước vo gạo này rất là đơn giản, các bạn cứ cho một cái chảo lên và cho cái nước vo gạo này, và chúng ta đun khoảng một thời gian cho nó sôi và nó khô đặc lại đó các bạn. Để chúng ta lấy cái nước sốt này nè, chúng ta trộn vào kim chi thì rất là ngon và rất là thơm các bạn. Đó, bây giờ nước sôi rồi, Nhí sẽ cho măng vào luộc. Thì cái măng này các bạn luộc từ khoảng 20 đến 30 phút, tùy vào trạng thái số lượng ít hay nhiều nha các bạn. Đây cái số lượng có 1 kg thôi nên Nhí luộc 30 phút. Vì cái măng này, trong cái măng này nó chứa rất nhiều độc tố, nên chúng ta phải luộc
lâu để cho nó đào thải ra, để cho những cái thực phẩm mà chúng ta sơ chế luôn an toàn đảm bảo nha. Trong thời gian chờ đợi thì nhí sẽ đi xay cái ghiền với cái ớt với lại gừng. Đây các bạn, nhí xay rất là mịn luôn nè, rất là nhuyễn luôn nè. Các bạn nhìn không, màu rất là đẹp luôn. Nhí thấy cái nước vo gạo nó cô đặc rồi, nhí tắt lửa nha. Bây giờ nhí cũng sẽ đi vớt cái măng này ra luôn các bạn. Được 30 phút rồi. Bây giờ cái màu măng nó vàng vàng, rất là đẹp và rất là thơm luôn. Thì nhí sẽ vớt măng để ráo nước. Và nhí bây giờ nhí sẽ pha cái nước sốt này các bạn. Nhí cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, 3 muỗng ăn canh đường, 2 muỗng ăn canh ớt bột Hàn Quốc. Ớt bột này là cái dạng ớt bột không cay nha các bạn. 1 muỗng cà phê bột niêm, 1 muỗng ăn canh nước mắm. Và cuối cùng là cái nước vo gạo này các bạn. Bây giờ nó đã nguội rồi nè, các bạn thấy không, cái nước vo gạo nó sền sệt như thế này nè. Thì nếu các bạn không có cái nước vo gạo này thì các bạn có thể lấy một ít cơm nguội, các bạn xay với một ít nước sôi để nguội cũng được nha các bạn. Nhí thì coi như là lúc nãy nấu cơm cái tận dụng cái nước vo gạo luôn, mình làm như thế này luôn, coi như một công được hai việc, mà chất lượng món ăn thì cũng rất là ngon. Bây giờ nhí sẽ quậy đều lên nè. Đây các bạn ơi, cái màu rất là đẹp luôn. Đó thì nhí quậy đều lên. Đó, trạng thái cái sốt bây giờ nó sần sệt nha các bạn, nó không có lỏng nha. Như thế này thì chúng ta trộn măng vào thì nó rất là thấm. Đây để nhí kỹ chút xíu nữa, nhí dắt cái cho nó khô cái nước của cái măng luôn nè. Nhí cho vào đây. Đây các bạn nhìn không, cái măng nhí vắt cho khô luôn. Bây giờ nhí sẽ trộn lên nè. Đó, nhí sẽ trộn đều tay lên. Các bạn cứ bóp mạnh tay đại đi không sao đâu, cho nó ngấm gia vị luôn. Đây các bạn ơi, màu rất là đẹp luôn. Và nhí cũng nghe cái mùi thơm rất là nực nồng luôn. Bây giờ nhí sẽ cho một ít hành lá vào nè, để cho cái kim chi chúng ta nó thơm hơn, cũng như nó có thêm cái phần màu sắc á, hấp dẫn hơn đó các bạn. Thì cái kim chi này các bạn trộn, sau đó các bạn cho vào một cái hộp và các bạn bảo quản môi trường tự nhiên ở bên ngoài. Thì sau 3 ngày thì chúng ta ăn được rồi nghe các bạn. 3 ngày là chúng ta dùng được rồi. Đây bây giờ nhí thấy nó rất là thơm luôn, coi như xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ nhí sẽ cho nó vào một cái hộp nha. Các bạn nhìn không, màu rất là đẹp luôn. Đó, thì nhí cũng nhắc lại, các bạn có thể thay thế cái nguyên liệu măng này bằng dưa leo hoặc là cà gót thì cũng rất là ngon nha các bạn. Bây giờ thì nhí sẽ cho cái kim chi này vào hộp và coi như để bảo quản. Thì nhí chia sẻ luôn cái cách bảo quản kim chi. Sau khi các bạn cho vào hộp như thế này và các bạn đậy nắp và bảo quản môi trường tự nhiên, sau 3 ngày thì kim chi chúng ta ăn được nha các bạn. Thì sau 3 ngày các bạn nên bỏ kim chi vào trong tủ lạnh thì chúng ta bảo quản được lâu hơn, cũng như cái độ chua kim chi nó không có quá chua. Nếu các bạn bỏ cái hộp như thế này bên ngoài thì thứ nhất là nó sẽ nhanh lên men rất là nhanh, thứ hai là trong trạng thái đậy nắp á thì cái kim chi chúng ta nhanh bị khú, bị chua, không ngon nha các bạn. Đây, sau 3 ngày, bây giờ nhí sẽ lấy ra kiểm tra thử và mời tất cả các bạn cùng thưởng thức kim chi măng nha. Làm từ bằng nước vo gạo. Đây nè các bạn, sau 3 ngày rồi, bây giờ nó rất là thơm luôn các bạn ơi. Nó lên cái mùi chua vừa phải nè, rất là thơm luôn. Bây giờ nhí sẽ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món kim chi này, coi cái vị nó như thế nào nha các bạn. Nhí xin mời tất cả các bạn cùng ăn với nhí nha. Rất là thơm luôn các bạn ơi, rất là ngon luôn nha các bạn. Cái vị thì chua vừa phải, vị thì cay, cũng cái độ cay cũng vừa phải, mà cái kim chi thì rất là ngon, vừa ăn nha các bạn. Nếu các bạn thấy video nhí hay, hãy để lại cho nhí xin một like cũng như share những cái thông tin này cho bạn bè mình cùng xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ nhí nha các bạn, để nhí có nhiều động lực hơn, tạo ra nhiều cái video hay hơn để phục vụ cho tất cả các bạn.
Còn bây giờ thì Nhí xin chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái món kim chi này thật là ngon, để gia đình chúng ta luôn có những cái bữa ăn ngon. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.